xuất hiện điềm báo này. 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Canh Tý 1960 phú quý phát tài, phúc lộc ùa về. Thưa quý vị, chắc hẳn nhiều cô bác tuổi Canh Tý 1960 đã phải gồng mình đối mặt với những chuỗi ngày tăm tối, đầy thử thách từ đầu năm 2024 đến nay. Công việc liên tục gặp trở ngại, bao kế hoạch tưởng chừng thành công đều sụp đổ trong phút chốc. Tài chính cạn kiệt, bao khoản đầu tư không sinh lời, thậm chí còn mất trắng. Những đêm dài trằn trọc, lo âu khiến sức khỏe cô bác dần kiệt quệ, cả thể chất lẫn tinh thần như bị bào mòn theo thời gian. Mọi cánh cửa như khép lại và chẳng còn chút ánh sáng nào phía trước. Nhưng khoan vội nản lòng, vận mệnh không hề bỏ rơi cô bác. Bước qua những gian khó, chính là lúc vận may bắt đầu nở rộ. Bước vào những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, 11, 12 âm lịch 2024, cô bác sẽ bất ngờ trước sự thay đổi vượt bậc trong cuộc đời. Phúc lộc ùn ùn kéo đến, tài vận đột nhiên thăng hoa. Cơ hội làm ăn, hợp đồng lớn sẽ tự động tìm đến, mang lại sự thịnh vượng và phú quý mà cô bác đã chờ đợi bấy lâu. Vậy điều gì đã thay đổi số mệnh của tuổi Canh Tý? Và cô bác cần phải làm gì để đón nhận sự may mắn này? Hãy cùng chúng tôi khám phá bí mật vô cùng quan trọng để cô bác có thể biến tháng cuối năm 2024 thành thời điểm bùng nổ tài lộc. Đầu chương trình, mời cô bác Canh Tý lắng nghe phần tổng quan 3 tháng cuối năm 2024. 1. Sức khỏe. Sức khỏe của cô bác tuổi Canh Tý 1960 cần được chú ý nhiều hơn trong những tháng cuối năm 2024. Mặc dù không có dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng, nhưng cô bác dễ mắc các vấn đề liên quan đến huyết áp, tiêu hóa và xương khớp do tuổi tác. Tháng 11 âm lịch có thể là thời điểm sức khỏe suy yếu hơn nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, cô bác cần chú trọng đến việc nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ để phòng tránh các bệnh lý tiềm ẩn. Đồng thời, nên dành nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí nhẹ nhàng để duy trì tinh thần lạc quan và thoải mái. 2. Gia đạo gia đình. Trong 3 tháng cuối năm 2024, gia đạo của cô bác tuổi Canh Tý 1960 có những chuyển biến tích cực. Các mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa các thành viên trong gia đình sẽ dần được giải quyết, mang lại không khí ấm áp và hòa thuận. Đặc biệt, đây là thời điểm tốt để cô bác cùng gia đình tổ chức những buổi sum họp, dọn dẹp và chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Tình cảm vợ chồng trong giai đoạn này cũng có sự gắn kết mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách trong công việc và cuộc sống. Hãy tận dụng thời gian này để quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với người thân. 3. Tài lộc. Về tài lộc, 3 tháng cuối năm 2024 là giai đoạn khởi sắc cho người tuổi Canh Tý. Sau những tháng đầu năm khó khăn, tài vận của cô bác sẽ dần cải thiện, đặc biệt là từ tháng 11 âm lịch trở đi. Các khoản đầu tư trước đây có cơ hội sinh lời, hoặc có thể xuất hiện những cơ hội làm ăn mới. Tuy nhiên, cần tránh chủ quan và đầu tư vào các dự án rủi ro cao. Lời khuyên cho cô bác là nên tập trung vào các kế hoạch tài chính dài hạn, giữ tinh thần thận trọng trong chi tiêu và không nên quá kỳ vọng vào các khoản lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. 4. Sự nghiệp. Người đang đi làm, trong 3 tháng cuối năm 2024, sự nghiệp của cô bác tuổi Canh Tý vẫn sẽ gặp một số thử thách, đặc biệt là về mặt hợp tác và giao tiếp. Những bất đồng nhỏ có thể nảy sinh tại nơi làm việc, khiến cho tinh thần cô bác dễ căng thẳng. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp trong giai đoạn này có những bước phát triển tích cực. Những cơ hội mới sẽ đến, nhưng đòi hỏi cô bác phải nhanh nhạy và quyết đoán. Hãy cẩn trọng với những quyết định về hợp đồng và dự án để tránh rủi ro tài chính. Cuối cùng, tháng 12 âm lịch sẽ là thời điểm tốt để cô bác gặt hái thành công từ những nỗ lực trước đó. Người đã nghỉ hưu với cô bác đã nghỉ hưu, tháng 10 đến 12 âm lịch sẽ là giai đoạn yên bình hơn. Dù không còn gắn bó trực tiếp với công việc, nhưng cô bác có thể tham gia vào các hoạt động xã hội,
từ thiện hoặc các công việc nhẹ nhàng mang lại niềm vui và tinh thần lạc quan. Những dự án kinh doanh nhỏ hay đầu tư hợp lý cũng có thể mang lại thêm thu nhập, giúp cô bác cảm thấy cuộc sống ổn định và thoải mái hơn trong những tháng cuối năm. Sau đây là phần dự đoán tử vi chi tiết 3 tháng cuối năm 2024 cho con giáp tuổi Canh Tý 1960. Trước tiên là tử vi tháng 10 âm lịch. Sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, cô bác tuổi Canh Tý cần đặc biệt chú ý trong tháng 10 âm lịch. Thời tiết chuyển lạnh dễ gây ra các vấn đề về xương khớp, đặc biệt là những ai đã có tiền sử bệnh mãn tính. Cô bác nên thường xuyên tập luyện thể dục nhẹ nhàng, như đi bộ, yoga hoặc tham gia các hoạt động thể thao phù hợp với sức khỏe của mình. Điều này không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng và tinh thần. Cô bác cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết để duy trì sức khỏe. Hãy tránh xa các thực phẩm có hại cho sức khỏe, đặc biệt là đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo không tốt. Giấc ngủ cũng là yếu tố quan trọng mà cô bác không nên bỏ qua. Đảm bảo ngủ đủ giấc để cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn. Nếu có thể, hãy thử thực hiện các kỹ thuật thư giãn trước khi đi ngủ, như thiền hoặc nghe nhạc nhẹ để giảm căng thẳng. Gia đạo và tình cảm. Với cô bác đã lập gia đình, tháng 10 âm lịch sẽ là thời gian mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc trong mối quan hệ gia đình. Những khó khăn trước đây có thể được tháo gỡ nhờ vào sự thấu hiểu và đồng cảm giữa hai vợ chồng. Cô bác nên chủ động tạo cơ hội để trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc với người bạn đời của mình. Điều này không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ mà còn tăng cường sự gắn bó giữa hai người. Thời điểm này cũng là lúc cô bác có thể cùng gia đình tham gia vào những hoạt động vui vẻ, như đi du lịch, dã ngoại hay tổ chức những bữa tiệc nhỏ tại nhà. Những kỷ niệm đẹp trong gia đình sẽ giúp gắn kết mọi người lại với nhau, mang lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Đối với cô bác đơn thân, tháng 10 âm lịch sẽ mở ra nhiều cơ hội thú vị trong chuyện tình cảm. Dù ở độ tuổi này, cô bác có thể gặp được những người bạn tâm giao, mang đến sự ấm áp và động viên tinh thần. Cô bác nên mở lòng và tự tin hơn trong giao tiếp, biết đâu sẽ tìm thấy niềm vui trong những mối quan hệ mới. Thậm chí, những mối quan hệ này có thể giúp cô bác cảm thấy trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn. Tài lộc. Về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho cô bác tuổi Canh Tý. Đối với những cô bác vẫn đang làm việc hoặc kinh doanh, thời điểm này sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát tài. Những dự án đầu tư hoặc công việc kinh doanh có khả năng mang lại lợi nhuận cao sẽ xuất hiện. Cô bác hãy tận dụng thời điểm này để thúc đẩy các kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó. Nếu cô bác có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới, đây là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa những ý tưởng này. Đừng ngần ngại mở rộng mối quan hệ hợp tác, vì trong tháng này, cô bác sẽ dễ dàng kết nối với những người có cùng chí hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác kinh doanh. Mặc dù có nhiều cơ hội tài chính, nhưng cô bác cũng nên chú ý đến việc quản lý chi tiêu. Việc lập kế hoạch tài chính hợp lý sẽ giúp cô bác tránh được những rủi ro không cần thiết. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tài chính lớn và luôn giữ cho mình một khoản tiết kiệm dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ. Sự nghiệp. Đối với cô bác đã nghỉ hưu, tháng 10 âm lịch sẽ là thời gian lý tưởng để cô bác thư giãn và tận hưởng thành quả của cuộc sống. Đây cũng là lúc cô bác có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ con cháu trong công việc, hoặc đơn giản là dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Việc tham gia các hoạt động tình nguyện, hội nhóm sẽ giúp cô bác không chỉ giữ được tinh thần minh mẫn mà còn tăng cường mối quan hệ xã hội, mang lại cảm giác ấm áp và gắn kết hơn với những người xung quanh. Ngoài ra, cô bác có thể tìm thấy niềm vui trong việc phát triển sở thích cá nhân, có thể tham gia vào các khóa học hoặc workshop mà trước đây chưa có cơ hội thử nghiệm. Những hoạt động này không chỉ giúp cô bác giải tỏa căng thẳng mà còn mở ra những mối quan hệ mới, giúp cô bác tận hưởng cuộc sống hơn. Đối với cô bác vẫn đang đi làm, tháng này sẽ là thời điểm tốt để khẳng định khả năng của bản thân và củng cố vị trí trong công việc. Cô bác cần tập trung vào những nhiệm vụ được giao,
hoàn thành công việc một cách hiệu quả và chủ động hơn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp. Điều này không chỉ giúp cô bác thể hiện năng lực mà còn nhận được sự công nhận từ cấp trên. Hãy chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, vì trong tháng này, có khả năng cao cô bác sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Những đồng nghiệp hoặc cấp trên sẽ nhìn nhận được những nỗ lực của cô bác và có thể tạo ra cơ hội mới cho sự thăng tiến trong công việc. Đồng thời, cô bác cũng nên linh hoạt trong việc điều chỉnh kế hoạch công việc để phù hợp với thực tế, nhằm tăng cường hiệu suất làm việc. Tiếp đến là tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 11 âm lịch 2024. Sức khỏe. Sức khỏe là yếu tố mà người tuổi Canh Tý cần chú trọng đặc biệt trong tháng 11 âm lịch. Dù công việc và gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng sức khỏe của bạn có thể suy giảm nếu không chú ý chăm sóc. Những vấn đề về xương khớp, huyết áp là những điều cần lưu tâm. Nếu không có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, bạn có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe không mong muốn. Ngoài ra, người tuổi Canh Tý nên dành thời gian để tập thể dục, rèn luyện cơ thể để nâng cao sức khỏe. Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và duy trì tinh thần sảng khoái. Không nên quá lo lắng về công việc hay gia đình mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân, vì sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Gia đạo và tình duyên. Về gia đạo, người tuổi Canh Tý trong tháng 11 âm lịch sẽ được hưởng một giai đoạn gia đình êm ấm, hạnh phúc. Những người đã có gia đình sẽ cảm nhận được sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, không còn những mâu thuẫn nhỏ nhặt như trước đây. Đây là thời điểm tốt để bạn và người bạn đời dành nhiều thời gian hơn cho nhau, hâm nóng lại tình cảm sau những tháng ngày bận rộn. Các hoạt động gia đình như đi du lịch, tụ họp con cháu sẽ giúp tình cảm gia đình trở nên khăng khít hơn. Đối với những người đơn thân, dù tuổi đã cao nhưng cơ hội tìm kiếm bạn đời không phải là không có. Dù có thể không tìm thấy tình yêu lãng mạn như tuổi trẻ, nhưng những mối quan hệ mới với những người bạn đồng trang lứa, hiểu và chia sẻ với nhau sẽ mang lại niềm vui và sự an ủi tinh thần. Điều quan trọng là bạn nên mở lòng hơn, đón nhận những mối quan hệ xã hội để tránh sự cô đơn, buồn tẻ. Tài lộc. Về tài lộc, tháng 11 âm lịch 2024 hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội bất ngờ cho tuổi Canh Tý. Những khó khăn về tài chính trong thời gian qua sẽ dần lùi xa và cơ hội cải thiện thu nhập sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt với những người đang đi làm, bạn có thể nhận được một số khoản thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình. Đây là thời điểm bạn cần tận dụng để thực hiện các dự án đầu tư nhỏ hoặc công việc tay trái nhằm tăng thêm thu nhập. Với người làm kinh doanh, tháng này bạn có thể nhận được những hợp đồng mới hoặc đối tác kinh doanh tiềm năng, giúp mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, cần cẩn trọng trong việc lựa chọn đối tác và đánh giá rủi ro, tránh đầu tư quá mạo hiểm. Mặc dù vận may về tài chính đang đến, nhưng bạn cũng không nên chủ quan, mà hãy luôn duy trì sự thận trọng trong mọi quyết định. Đối với người đã nghỉ hưu, tài lộc có thể không đến từ công việc làm thêm. Nhưng những khoản tiết kiệm hay thu nhập thụ động sẽ giúp cuộc sống của bạn ổn định hơn. Đặc biệt, con cháu trong gia đình có thể hỗ trợ về mặt tài chính, giúp bạn yên tâm hơn về cuộc sống, sự nghiệp. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Canh Tý sẽ thấy một bước ngoặt đáng kể trong con đường sự nghiệp. Dù họ còn đi làm hay đã nghỉ hưu, những người còn đi làm có thể gặp phải nhiều thử thách trong những tháng trước đó. Nhưng đến tháng 11 này, công việc sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Những vấn đề trước đây như tranh chấp hoặc khó khăn trong hoàn thành nhiệm vụ sẽ dần được tháo gỡ. Cấp trên sẽ bắt đầu nhận ra nỗ lực của bạn và đánh giá cao sự cống hiến của bạn trong công việc. Đây là thời điểm bạn cần thể hiện bản lĩnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu và tận dụng mọi cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Với những người tuổi Canh Tý đã nghỉ hưu, dù không còn phải lo lắng nhiều về sự nghiệp, nhưng cũng không nên hoàn toàn thả lỏng. Đây là lúc bạn có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm sống và tạo dựng những mối quan hệ mới. Ngoài ra, một số người có thể tìm kiếm cơ hội làm thêm hoặc tham gia các dự án nhỏ để vừa duy trì sự năng động, vừa cải thiện thu nhập.
Việc này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cải thiện tinh thần, tránh cảm giác nhàm chán khi nghỉ hưu. Cuối cùng là tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 12 âm lịch 2024. Sức khỏe. Về sức khỏe, trong tháng 12, cô Bắc cần chú ý đến việc duy trì một lối sống lành mạnh. Hãy kết hợp giữa việc ăn uống khoa học và tập luyện thường xuyên để có được sức khỏe tốt nhất. Những bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc thể dục thể thao sẽ giúp nâng cao sức đề kháng và cải thiện tinh thần. Đồng thời, cô Bắc nên theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, đặc biệt là những bệnh lý đã có từ trước. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, hãy chú trọng đến giấc ngủ, vì đây là thời gian cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng. Tháng 12 âm lịch không chỉ mang đến nhiều cơ hội và thành công trong sự nghiệp và tài chính mà còn là thời điểm tốt để xây dựng tình cảm gia đình bền chặt và duy trì sức khỏe cho bản thân. Cô Bắc hãy tự tin bước vào tháng này với một tâm thế lạc quan và đầy hy vọng. Tình duyên gia đạo. Trong phương diện tình duyên, tháng 12 sẽ mang lại sự ấm áp và hạnh phúc cho những cô bác đã lập gia đình. Gia đình sẽ trở thành nơi nương náu vững chãi, nơi cô bác có thể tìm thấy sự bình yên và niềm vui từ những khoảnh khắc bên người thân. Các thành viên trong gia đình sẽ càng gắn bó hơn, và những bữa tiệc hoặc buổi họp mặt sẽ mang lại không khí tươi vui, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Cô bác nên chú trọng đến việc thể hiện tình cảm và sự quan tâm với nhau. Những hành động nhỏ như nấu một bữa ăn ngon hay dành thời gian lắng nghe và chia sẻ sẽ giúp mối quan hệ thêm khăng khít. Hãy để tình yêu và sự thấu hiểu lan tỏa trong không gian gia đình. Điều này sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Ngoài ra, tháng này cũng là thời điểm tốt để cô bác tổ chức những chuyến đi xa hoặc tham gia các hoạt động giải trí cùng nhau. Điều này sẽ làm mới không khí gia đình và tạo thêm nhiều kỷ niệm vui vẻ. Tài lộc. Khi nói đến tài lộc, tháng 12 sẽ mang đến những tin vui không thể bỏ lỡ. Cô bác tuổi Canh Tý sẽ chứng kiến sự gia tăng rõ rệt trong nguồn thu nhập từ cả các khoản đầu tư và thu nhập chính. Những quyết định tài chính khôn ngoan và thông minh sẽ đem lại kết quả vượt trội, giúp cô bác có thêm nhiều tài nguyên để đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng. Bên cạnh việc kiếm tiền, cô bác cũng nên chú trọng đến việc quản lý tài chính cá nhân. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh những khoản đầu tư mạo hiểm không cần thiết. Sự khôn ngoan trong việc quản lý tài chính sẽ giúp cô bác xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Ngoài ra, việc duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và đồng nghiệp sẽ mang lại những cơ hội kinh doanh không ngờ tới. Những người xung quanh sẽ là những quý nhân, giúp cô bác tìm kiếm những nguồn lợi nhuận dồi dào. Đừng ngần ngại tham gia vào các cuộc hội thảo, sự kiện hoặc các buổi gặp mặt để mở rộng mạng lưới kết nối. Sự nghiệp. Về sự nghiệp, tháng 12 sẽ là khoảng thời gian lý tưởng cho những cô bác vẫn còn đang làm việc. Những nỗ lực, cống hiến và sự kiên nhẫn mà cô bác đã tích lũy trong thời gian qua cuối cùng cũng sẽ được ghi nhận. Cô bác sẽ nhận thấy những điều tích cực từ cấp trên, với khả năng cao là sự thăng tiến hoặc được giao thêm trách nhiệm. Điều này không chỉ giúp phát triển sự nghiệp mà còn mang lại niềm tự hào cho bản thân. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, đây cũng là thời điểm vàng để tham gia vào những hoạt động xã hội và cộng đồng. Cô bác có thể tìm thấy niềm vui trong việc chia sẻ kinh nghiệm hoặc tham gia vào các dự án tình nguyện. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cá nhân mà còn mở ra những mối quan hệ mới, giúp cô bác cảm thấy gần gũi hơn với cuộc sống xung quanh. Bên cạnh đó, sự hợp tác với đồng nghiệp và đối tác cũng sẽ mang lại lợi ích lớn. Cô bác nên chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này sẽ giúp mở rộng cơ hội phát triển trong sự nghiệp và tạo ra môi trường làm việc tích cực hơn. Cuối chương trình, mời quý cô bác lắng nghe lời Phật dạy, tâm ít tham cầu khổ tự tiêu tan, cách sống không phiền muộn ở đời quá hay. Trong giáo lý của Đức Phật, sự an lạc và hạnh phúc không đến từ việc tích lũy tài sản, quyền lực hay danh vọng, mà từ chính tâm trí an nhiên, không bị ràng buộc bởi những tham cầu và dục vọng. Chủ đề tâm ít tham cầu khổ tự tiêu tan nhắc nhở chúng ta về giá trị cốt lõi của sự tỉnh thức và giải thoát khỏi khổ đau bằng cách tu tâm dưỡng tính.
bớt đi những đòi hỏi không cần thiết. Tham cầu, nguồn gốc của khổ đau. Trong Tứ Diệu Đế, Phật giáo nhấn mạnh đến khổ đế sự thật về khổ đau. Cuộc đời chứa đựng nhiều khổ đau, nhưng điều quan trọng hơn là nhận ra nguồn gốc của nó, gọi là tập đế. Theo Phật giáo, phần lớn những khổ đau mà con người phải đối mặt xuất phát từ tham cầu sự khao khát vô tận về vật chất, tình cảm và những dục vọng cá nhân. Khi tâm hồn con người bị bao phủ bởi tham cầu, nó trở nên mù quáng và không thể nhìn thấy sự thật của cuộc sống. Tham vọng khiến ta luôn đuổi theo những thứ ngoài tầm với, từ đó sinh ra thất vọng, buồn bã và khổ đau. Đức Phật đã từng dạy rằng, mọi khổ đau đều do tham ái mà sinh ra, nghĩa là chính lòng tham và ham muốn không ngừng của con người là nguyên nhân chính dẫn đến sự đau khổ. Tâm ít tham cầu chìa khóa mở cửa giải thoát. Cốt lõi của sự giải thoát trong Phật giáo chính là việc giảm thiểu tham cầu, làm thanh tịnh tâm hồn. Khi tâm không còn bị chi phối bởi những đòi hỏi không cần thiết, sự khổ đau cũng từ đó mà tiêu tan. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, mà là biết tiết chế và kiểm soát những mong cầu của bản thân, hiểu rõ đâu là những thứ thực sự cần thiết cho cuộc sống và đâu là những điều vô nghĩa chỉ làm cho tâm trí thêm nặng nề. Tâm ít tham cầu không chỉ mang lại sự bình yên trong hiện tại mà còn giúp con người tránh được những nghiệp xấu trong tương lai. Khi không còn bị cuốn vào vòng xoáy của tham ái, ta có thể sống với sự tĩnh lặng, biết đủ và hài lòng với những gì mình đang có. Đức Phật dạy rằng, người biết đủ là người giàu có nhất, bởi lẽ sự giàu có thật sự không đến từ tài sản mà đến từ sự hài lòng với những gì hiện hữu. Hành trình tu tập để giảm thiểu tham cầu. 1. Chánh niệm sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Chánh niệm, hay mindfulness trong tiếng Anh, là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát tâm tham cầu. Khi ta biết sống trong chánh niệm, ta nhận ra những suy nghĩ, cảm xúc và dục vọng ngay khi chúng xuất hiện. Việc này giúp ta nhìn nhận rõ ràng hơn về bản chất của những mong cầu và hiểu rằng nhiều khi, chính chúng là nguồn gốc của sự bất an. 2. Tu dưỡng tâm từ bi tình thương vô điều kiện. Khi ta tu tập tâm từ bi, chúng ta không còn bị ám ảnh bởi lợi ích cá nhân hay tham vọng riêng. Thay vào đó, ta biết yêu thương, quan tâm đến người khác và cảm nhận sự hạnh phúc trong việc giúp đỡ họ. Lòng từ bi giúp ta mở rộng trái tim, thay thế những tham vọng cá nhân bằng sự chia sẻ và cảm thông. 3. Thiểu dục chi túc biết đủ là hạnh phúc. Thiểu dục chi túc, nghĩa là sống đơn giản, biết đủ, là một trong những nguyên tắc sống mà Đức Phật nhấn mạnh. Khi ta không còn chạy theo những điều vô nghĩa, ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị. Sự đơn giản trong lối sống cũng giúp tâm trí bớt bị ràng buộc, giảm thiểu những áp lực từ cuộc sống hiện đại. 4. Thiền định làm lắng đọng tâm hồn. Thiền định là con đường giúp chúng ta đi sâu vào tâm thức, giải phóng những suy nghĩ hỗn loạn và cảm xúc tiêu cực. Khi ta thường xuyên thực hành thiền định, ta có thể làm dịu đi những xung động từ lòng tham và dục vọng. Sự an nhiên từ thiền định giúp ta sống trọn vẹn với hiện tại, không còn bị chi phối bởi quá khứ hay tương lai. Lợi ích khi giảm tham cầu. Sự bình yên nội tâm, khi không còn tham vọng quá nhiều, tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên ngay trong những khoảnh khắc hiện tại, thay vì luôn cảm thấy lo lắng, bất an về tương lai. Tình cảm gia đình và xã hội tốt đẹp hơn, lòng tham nhiều khi khiến con người rơi vào mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí xung đột với người khác. Khi tâm ít tham cầu, ta dễ dàng thông cảm và hòa hợp với những người xung quanh, tạo nên những mối quan hệ bền vững. Tránh được nghiệp xấu, Đức Phật dạy rằng, mọi hành động xấu ác đều xuất phát từ lòng tham. Khi không còn tham cầu, ta sẽ tránh được những hành động gây nghiệp xấu. Từ đó cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, thuận lợi hơn. Hạnh phúc bền vững, hạnh phúc thật sự không đến từ những vật chất bên ngoài, mà từ sự an yên bên trong. Khi tâm không còn tham vọng, ta sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị, gần gũi trong cuộc sống. Tâm ít tham cầu,
khổ tự tiêu tan không chỉ là lời dạy của Đức Phật mà còn là chân lý mà mỗi người trong chúng ta cần ghi nhớ. Giảm thiểu tham cầu không chỉ giúp chúng ta sống an lạc và hạnh phúc hơn trong hiện tại mà còn tạo điều kiện để đạt đến sự giải thoát thực sự. Hãy luôn tỉnh thức và tu dưỡng tâm hồn để cuộc sống không còn bị ràng buộc bởi những mong cầu vô nghĩa. Từ đó tìm thấy sự tự do và bình yên đích thực trong lòng.